rồi. Em ghi thẻ luôn á. Ừ, rất cấm mình. Anh em ra đừng đoạn anh, em cũng quay cho anh một đoạn. Ăn gì nhỉ? Em mang túi cho chị em đưa cho anh. Ừ, em mang cái áo sữa đi. Vâng. Lắng quá lụi, em mưa to. Ờ, nãy anh em kéo đồ mưa to. Ui. Vừa vào quả. Bén thế. Vừa vào quả đó kiểu căng thẳng quá rồi. Vào mày à? Chưa. Tụi ơi, đá phạt. Tụi ơi, cố lên. Tụi ơi, cố lên. Đừng có. Em mệt thế. Sống này, sống này, sống này. Này, nó lại đây. Nghe xe à? Nghe xe. Trận sau thì sắp em ra. Không quay à? Không quay, anh nói nhá. Anh nói đi, tí em ra. Ô nhá. Rồi một pha đánh gót rất đẹp từ cầu thủ bên VNFC, thế nhưng cú đánh gót là quá nhẹ, không được hiểm hóc. Không thể làm khó thủ môn Minh Tần. Chí Đạt. Hôm nay Chí Đạt được bố trí ở vị trí hậu vệ đắc lực. Pha đánh đầu của cầu thủ áo số 88 bên VNFC. Liên tục là những pha nhắm thẳng lên cầu gôn của Chí Đạt. Ê, khoa em đi em ấy. Sút pin dành cho Ryan Tobama. Để kính là người thực hiện sút pin. Không được. Bạn bạn hay gì nữa. Cái bé. Kính ấy. Kính. Số 27 tên là gì? Huy. Huy à? Và một cầu thủ rất đỉnh trai. Chí Đạt. Sút pin dành cho VNFC. Lấy cả bóng mà để biên luôn rồi. Ở Minh Phương thôi nhỉ, Phương đâu? Phương chuyển qua bên kia anh ạ. Quý Dương. Bóng đá nằm gọn trong tay của Minh Tân.
Sổ Kim rất khéo của Đình Kính. Sút phạt dành cho Real thôi mà. Phạt rất coi đồ. Cầu thủ áo số 16 bên Real Tô Ba Ma. Cường. Quý Dương áp sát. Vâng, như quý vị đã biết, VNFC với lối đá sở trường của họ là áp sát. Vì hôm nay có thể làm khó được các cầu thủ Real thôi mà. Ở giải Tora Cup lần thứ nhất năm 2021 vừa rồi thì VNFC đã có chiến thắng trước Real Tobama. Một chiến thắng để khẳng định được ngôi vương của họ. Giải này là giải đầu tiên này em. Ơi. Giải này là giải đầu tiên này. Cái thứ hai. Em ơi. Bóng đã ra ngoài. Thêm một pha sút pin dành cho các cầu thủ VNFC. Tình huống nguy hiểm. Rất may pha đánh đầu của Đình Tùng vừa rồi không quá hiểm hao. Chí Đạt. Văn Huy. Không được. Ngày hôm nay bộ đôi tiền đạo là Văn Huy và Văn Hiền. Đình Kính sút pin. Và bằng lên cắt ngang của Văn Hiền, thế nhưng bóng đi hơi mạnh. Quý Dương đỡ bóng hụt rồi. Và băng lên kịp thời của thủ môn Minh Tân. Nguy hiểm. Thì một pha đánh đầu của Đình Tùng. Thế nhưng với chiều cao khiêm tốn, những cú đánh đầu của anh không quá hiểm hóc. Chí Đạt. Chuyển bóng cho Văn Hiền. Không được. Và khung chế bóng không được như ý muốn của Văn Hiền. Thêm một pha sút pin dành cho sút pin dành cho Real Tobama. Không được rồi. Vâng, thời tiết ngày hôm nay lúc nắng lúc mưa một phần nào đó ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Hiện tại trời đang rất nắng, thế nhưng phía trước là một đám mây đen rất to. Và sút xa. Đình Tùng là người thực hiện sút pin. Bóng đã đi ra hết vạch biên.
Ngày hôm nay các cầu thủ VNFC rất nhiều những gương mặt mới so với giải lần trước. Những cầu thủ to cao già cội dường như không được tung vào sân. Có lẽ đây sẽ là một lối đá thử nghiệm của VNFC. Chí Đạt qua người rất khéo léo, thế nhưng không được. Văn Huy là người vừa thực hiện đường lên bóng vừa rồi của Đình Tùng. Phút thứ 10 tỷ số vẫn đang là không đều. Ở trong trận đấu cùng giờ như tôi vừa quan sát được là có lẽ là trận đấu giữa đội kia đội gì đội Huy ấy. Sao Vàng GB và FC Thanh Hóa. Quý Dương cầm bóng lên, Quý Kinh, Quý Kinh với thủ môn chúng ta. Rất thì mong. Anh Kính ơi, có video riêng luôn. Hoan hô Đình Kính với thân hình không được to khỏe, sức tì đè cũng không được mãnh liệt. Thế nhưng anh có những kỹ thuật lắt léo và những pha đón bóng xuất thần. Văn Hiền không được rồi. VNFC đã phản công. Qua được không? Không có gì nguy hiểm. Đình Kinh à, chạy chậm quyết liệt của Đình Tùng. Anh em nhà họ Đình. Sự phạt dành cho VNFC. Xin lỗi Subin. Và nhắm bóng rất có ý đồ. Hay quá, đánh Văn Hiền. Quang Huy rất tốt. Thế nhưng đường bóng đi quá mạnh. Đá có lỗi. À, sút xa của cầu thủ áo số 20 bên VNFC. Dường như các cầu thủ VNFC trong trận đấu ngày hôm nay chỉ có khoảng 2 người là các cầu thủ đã từng đá ở giải một trước. Rất nhiều nhân tố mới. Có lẽ ban lãnh đạo VNFC đã muốn trẻ hóa đội hình. Bởi với sức trẻ, thể lực dồi dào thì có thể phát huy tối đa lối đá áp sát của VNFC. Bắn,
Hà Nội Quý Dương pha lùi về lấy bóng rất tốt. Vật Cường phút thứ 14 và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Real Tobama. Tôi pha lập công của Đình Kính. Quý Dương sút xa không được, một pha sút xa rất quay đầu của Quý Dương, thế nhưng đường bóng bay hơi cao. Dường như các cầu thủ VNFC vẫn chưa tìm cho mình được một lối đá lợi hại hơn, có thể trấn áp được lối tấn công của các cầu thủ Real Tobama. Vâng, vừa rồi trọng tài đã giơ một thẻ vàng dành cho Chí Đạt, có lẽ là một lối phản ứng à. Bin dành cho VNFC. Vâng, thay người bên VNFC. Điện thoại là người được tung vào sân. Một cầu thủ không có gì lạ lẫm với Real thôi mà. Một cầu thủ tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn thế nhưng thể lực và lựa chọn chỗ rất sắc bén. Bóng lên Văn Huy. À đâu? Đá bóng còi. Thi phát. Phạt dành cho các cầu thủ VNFC. Rộng ra. Quý Dương, Đình Kính băng lên. Qua người rất khéo léo. Văn Cường không có lỗi. Vâng, thêm một lỗi diễn ra. Trọng tài đã giơ thẻ vàng dành. Vâng, theo tôi quan sát được bên phía đối diện khán đài, các cầu thủ gia dạng kinh nghiệm của VNFC đang có mặt. Có lẽ sang hiệp 2 họ sẽ có sự thay đổi người. Vừa gạt phá cú lên bóng của VNFC vừa rồi là Chia. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trọng tài vừa tới coi bắt đầu hiệp 2 giữa hai đội VNFC gặp Real Toma trong khuôn khổ giải Toda Cup lần thứ 2 năm 2021. Trên màn hình quý vị và các bạn, các cầu thủ VNFC với đồng phục truyền thống là màu áo đỏ quần trắng bảo vệ cầu môn bên phía tay phải, và các cầu thủ Real Toma với cái đồng phục là quần áo màu xanh bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn hình. Ở hiệp đấu thứ nhất thì các cầu thủ Real Toma đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Đã có pha tranh cãi trên sân cỏ. Lỗi dành cho các cầu thủ VNFC. Một thẻ vàng vừa được giơ lên. Một pha xuất phạt dành cho Real Tobama.
Văn Cường là người thực hiện sút phạt. Anh đang nhắm thẳng vào cầu gôn, liệu anh có sút vào không? Có một đường chỉnh quỹ đồ cho màn hình. Văn Cường, Văn Huy, nó có vào không được? Chí Đạt là người vừa vang lên đánh đầu. Đúng như cầu thủ cao kèo bên VNFC vào sân theo những gì tôi dự đoán, liên tục sẽ là những pha không chín với lợi thế về chiều cao. Thả bóng này nó lo đâu quay này. VNFC vẫn không. Maro Văn Cường một pha đánh cận rất tốt. Spin dành cho VNFC. Không có góc. Vâng, trọng tài là cha là mẹ chúng ta nên tuân thủ quy định của trọng tài. Những người cầm cân nãy mực dường như trong mỗi trận đấu không thể chắc chắn 100% họ sẽ bắt chính xác. Vậy những đánh như thế này chúng ta chưa có hệ thống va. Đúng rồi, trọng tài đứng ngay đây, hai camera đang quay này. À, bật lên đánh đầu rất cao của chị ạ. Trọng tài đã thổi còi. Có lẽ là một lỗi cao chân. Theo như tôi quan sát ở trận đấu cùng giờ giữa Sao Vàng GB và FC Thanh Hóa thì các cầu thủ FC Thanh Hóa đang hiện trước với tỷ số là 1-0. Đã có một lỗi của cầu thủ Chí Đạt bên VNFC. Một pha đá phạt cận thành nguy hiểm, một pha băng lên lấy đà thế nhưng do mặt sân khá trơn nên cú sút vừa rồi của cầu thủ Asfalt bên VNFC bị bất tỉnh độ chính xác do pha ngã trượt của anh. Đúng xuất phát. Bóng rất tốt của Văn Huy rút ra. Không được, Văn Huy là người vừa tung ra cú sút. Tung đẩy lên, tung đẩy lên. Có lẽ trọng tài đã quan sát bóng đã đang ở trong sân không ra ngoài như bình tĩnh đã thiết nghị. Và xử lý bóng của cầu thủ áo số 31 bên kia FC. Mình xem mày phải quay từ bóng nhé. Sao xem mình tiếp mình nhận cái bóng đâu. Đây anh quay nào. Xuống xa. Và bay người rất đẹp của Minh Tân. Thế nhưng bóng không thể vào lưới. Minh Tân đang có ý đồ tô nên một bàn thắng đẹp cho VNFC. Thế nhưng bên VNFC vẫn chưa tận dụng tốt được tình huống vừa rồi. Đình công. Liên tục là những tình huống nguy hiểm của VNFC dành cho Real Tottenham. Thế nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với các cầu thủ VNFC. Bắt điên. Không được rồi.
Bình Tân đã ôm được bóng. Bóng đã đến phần sân của các cầu thủ viên FC. Chỉ bóng xa. Phản phá rất tốt của Văn Cường. Viên FC dường như đang cố gắng tìm một bàn gỡ ở những phút giữa hiệp hai. Họ không dễ dàng gì mà chấp nhận tỷ số 1-0. Thay người. Rồi có lẽ đây chỉ là một cú đo tạm thời. Dành cho VFC, người vừa lập công là Đình Tùng. Một pha Đình Tùng ở đây. Đình Tùng vào như thế. Đình Tùng. Một thủ kiến tạo. Thủ kiến lại. À, cùng đi. Một cầu thủ cũng thủ chế Real Roma. Nên khi mà anh tỏ ra rất fair play, không ăn đủ. Nhưng không biết trong lòng như thế nào. Văn Cường đứng kinh. Cho bài lên tập bóng rất nhanh của Đình Tùng. Đình kinh. Vì thế bóng đâu không được. Đình kinh là khá sâu với Đình kinh dành cho Quý Dương. Bộ đôi Đình kinh và Quý Dương từng là một bộ đôi rất ăn ý ở vị trí trên biên cánh. Chưa rất nhanh của cầu thủ Văn Thoại bên VFC. Dường như VFC càng về cuối họ càng hòng. Sau khi tìm kiếm cho mình thì bàn gỡ thì các cầu thủ VFC đã được dâng lên rất cao. Văn Cường cầu thủ đã đánh tận rất tốt. Thứ 11 cây đấu thứ 2, tỷ số đang là 1-1. Cái cấn ở những phút cuối cùng của đấu thứ hai. Ừ,
liên tục là những tình huống nguy hiểm đang tụ tập về phía Real Tupama. Rồi thế nhưng cả không chơi bóng của anh không được tốt. Quý Dương đẹp bóng lên trọng tài đã thổi lỗi về cầu thủ áo số 20 bên phía VNFC. Thêm một pha spin dành cho Real Tupama. Bắn lên. Bóng này đập dần các cầu thủ VNFC. Không. Luôn luôn áp sát. Ông đã đi ra hết vạch biên. Dành cho VNFC. Nguy hiểm nhưng không có cầu thủ nào của VNFC là chỉ số đang là 1-1 để cả hai đội. Cả bên Nhật anh Tuấn nhé. Chỉ là người thực hiện sút biên. Bắn đâu? Đó là Văn Duy. Thêm một pha phạt góc dành cho Real Tupama. Thứ 18 và tỷ số vẫn đang là 1-1. Tiếp tục sút bóng lên. Cú sút rất tốt. Và bắt bóng rất tốt của Minh Tân. Bởi vì VNFC mỗi khi họ có những tình huống cố định thì pha phối hợp của họ là rất sắc bén. Còn gì? Không được. Quá được một trò với nhảy trong đảo của Văn Duy. Anh ấy không nghĩ đánh cầu bóng trong tình huống này. Để tính cái điện xuất biển. Phương
một chút nhưng vào vòng tròn rất nguy hiểm. Nhưng mà thằng vẫn chưa đến với đội thì em sẽ xin qua và tóc đường liền em xin. Số giữa hai đội sẽ khép lại với số là một điều, chia đều mỗi đội một điểm. Thế nhìn đó là đánh giá hiện tại. Trong bóng đá không có gì là không thế. Và nhìn đội quan sát thì thời gian dường như đã hết. Kinh. Một pha sút điện dành cho Real Tuvama. Dường như đây là những cơ hội cuối cùng trong trận đấu lần này. Nhặt đồng lên, Văn Dinh. Và đánh đầu không được có Văn Dinh. Để kính là người thực hiện sút điện. Cầu dài đã nhìn thời gian. Đúng rồi, anh bóng anh đánh đầu. Anh Hưng là tiền đề và đánh đầu. Đồng xuất bên. Quyền chủ biên dành cho Real Toma. Dường như bên trận đấu cùng giờ các cầu thủ sao vàng GD đã bị vỡ trận. Sau đầu với Thanh Hóa một cầu thủ sừng sỏ bên. Vâng, tranh chấp rất quyết liệt. Hết rồi. Đây là pha bóng cuối cùng. Như đây sẽ là cơ hội cuối cùng của VNFC. Rồi có lẽ bù giờ có hiệp 2 sẽ lâu hơn. Vâng, vẫn là cơ hội không bánh cuối cùng nữa. Giờ có đội đó, tôi sẽ thấy biết được giờ là mấy phút. Ô kìa. Chúng ta cần phải thông cảm với trọng tài. Về những giải đấu như thế này thì sự chuyên nghiệp vẫn chưa được nâng cao. Cái tinh thần giao lưu học hỏi là chính. Đâu, đánh đâu, không được. Chỉ cần nhích cái đầu một tí về bên tay phải nữa thôi thì có lẽ sẽ có bàn thắng dành cho Real Toma. Vâng, cũng là lúc trọng tài tối ngoài kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Toma và VNFC. Tỷ số là một đều, chia đều cho hai đội. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình trong trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Sau đây là 5 phút dành cho quảng cáo. Tất cả